Xin cho con hỏi vì sao một vị thầy khi tiếp người nữ, khi nói chuyện, vị thầy đó không bao giờ nhìn thẳng người nữ đó mà chỉ nhìn về hướng khác? Ông sư giải đáp thắc mắc cho con hiểu. Cái vấn đề là ngay như trong giới luật của tỳ kheo ấy, thì cũng không có nên nhìn trực tiếp người nữ nữa. Bởi vì khi mà nhìn người nữ, trong kinh tạng Đức Phật nói rất là nhiều nên tránh nhìn người nữ. Bởi vì khi nhìn á, thì rất bị tỳ kheo rất dễ nắm bắt tướng chung, nắm bắt tướng riêng. Nắm bắt tướng chung có nghĩa là nhìn toàn bộ cơ thể của người nữ. Nhắm mắt tướng riêng có nghĩa là nhìn đây là mắt, đây là tai, đây là mũi, đây là lưỡi, đây là thân, đây là tay, đây là chân, đây là tóc. Thì nó sẽ là nhân sanh ra tham ái. Nó sẽ nhân sanh ra tham ái. Bởi vì các sư, các vị tu sĩ vẫn còn phàm. Cho nên ấy, các cái tham ái ngủ ngầm, có nghĩa là những cái tham ái tiềm ẩn nó vẫn còn. Nó không nó vẫn chưa có thoát đâu, trừ khi nào vị ấy làm thánh thì thôi, chứ còn là hễ còn phàm thì vẫn có cơ hội để cho tham ái xuất hiện. Mà khi tham ái xuất hiện ấy, thì nó sẽ rất là phiền. Do đó các vị đó phải thu thúc sáu căn, phải thu thúc sáu căn, và chúng ta gọi là yếu thì đừng có ra gió. Do đó nhiều vị khi mà tiếp xúc với người nữ, vị ấy tránh nhìn trực tiếp vào người nữ, tránh nhìn nhìn trực tiếp vào người nữ. Cũng giống như quý vị nấu ăn, tay chúng ta thì lành lặn thì đương nhiên chúng ta tay chúng ta không bị phỏng, nhưng mà cái sự phỏng đó nó tiềm ẩn ở trong cái tay của chúng ta, nó tiềm ẩn. Quý vị có thể nói ủa sao mà sư nói tiềm ẩn tôi đâu có thấy đâu, nhưng mà nó tiềm ẩn có nghĩa là nó có khả năng bị phỏng. Khi sư nói sự tiềm ẩn đó không phải là nó nằm nó lặn nó trốn ở đâu trong cái bàn tay này hết, nhưng mà nó có nghĩa là nó có khả năng bị phỏng mặc dù bây giờ là nó đang lành lặn nè. Và để tránh cái khả năng tiềm ẩn nó xảy ra, cho nên khi mà cầm nắm những vật nóng chúng ta phải có đồ bảo hộ, chúng ta phải có đồ bảo hộ. Cũng vậy khi nói là một vị tu sĩ còn phàm, vị ấy có khả năng tham ái tiềm ẩn thì không có nghĩa là cái tham ái nó nằm chạy ở chỗ nào trong cái cơ thể vị đó hết, nhưng mà có nghĩa là cái tham ái đó có khả năng xảy ra khi vị ấy không thu thúc sáu căn. Do đó khi gặp người nữ, nhất là khi nói chuyện, khi tiếp xúc với người nữ, vị ấy phải giữ gìn chánh niệm. Và một trong những cách để giúp đỡ vị ấy giữ gìn được chánh niệm đó là không nhìn trực tiếp người nữ. Cho nên ở một số quốc gia như là Miến ấy, họ có cây quạt. Xin thưa, cây quạt để làm cái gì? Để che lại, che chỉ che khuất cái tầm mắt để không phải nhìn người nữ. Thậm chí khi đi khất thực ấy, vị ấy lấy cây quạt cái vị ấy che che lại để cho vị ấy không có thấy người nữ, tới cái mức độ như vậy. Và cái này quý vị sẽ biết kỹ hơn khi mà quý vị học tới cái bài kinh số 2 của Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Bởi vì có những cách mà chúng ta phải đối diện trực tiếp để chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng mà có những cái phiền não chúng ta phải tránh né để giải quyết vấn đề. Có những phiền não chúng ta phải hiểu biết để giải quyết vấn đề. Chứ không phải là cái phiền não nào mà chúng ta cũng dùng cái cách là đối đầu trực tiếp với nó. Và sẵn là sư nói thêm một vấn đề nữa là nếu như mà quý vị đi qua Miến ấy, qua Miến thì khi quý vị gặp các vị thiền sư, tại sao sư nói các vị thiền sư? Bởi vì các vị Miến, ngay cả ở xứ Miến thì các vị sư thì cũng có vị tu giỏi và có vị tu chưa giỏi. Nói như vậy để tránh cái chuyện là quý vị nói là ủa sao con ra con gặp một vài vị sư mà các vị đó không như vậy. Cho nên là sư nói là các vị thiền sư, bởi vì các vị thiền sư là những vị chuyên tâm về pháp hành và có cái sự trải nghiệm về pháp.
Khi quý vị gặp một vị thiền sư đó, mà quý vị là người nữ, quý vị sẽ để ý lên thấy một chuyện, đó là các vị thiền sư khi nói chuyện với người nữ, họ cũng không có nhìn trực tiếp người nữ. Và thậm chí các vị trưởng lão, khi các vị đó tiếp xúc với người nữ, các vị đó cũng không có nhìn trực tiếp người nữ. Và hiện tại bây giờ sư thì sư cũng tập, tuy là tập theo các vị đó thôi, chứ còn mình sư cũng không dám nói là sư giỏi giang gì, nhưng mà sư thấy là cái cách thực hành của các vị thiền sư và các vị trưởng lão đó là có cái hay để học theo, cho nên là sư học theo cái chuyện đó, chứ sư không nói là sư chứng đắc cái gì ha.